Ây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm chuyển động này của Sơn Tùng bằng PowerPoint nhé. Đầu tiên chúng ta thấy tâm xoay của Sơn Tùng đang ở giữa người chứ không phải ở gót chân. Vì vậy mình sẽ giữ Ctrl Shift kéo Sơn Tùng xuống dưới để nhân đôi thẳng hàng. Sau đó rồi bôi chọn cả hai người, nhấn chuột phải để nhóm làm một. Sau đó mình sẽ chọn Sơn Tùng thứ hai, nhấn chuột phải mở Format Picture. Trong phần hiệu ứng của hình ảnh, chúng ta sẽ để trong suốt của ảnh lên 100% để Sơn Tùng thứ hai biến mất. Và lúc này tâm xoay sẽ ở gót chân của Sơn Tùng ban đầu. Bước cuối cùng quá đơn giản, chúng ta sẽ chỉ cần vào Animation, vào phần thêm chuyển động và dùng Spin, thế là xong. Và đây là thành quả cuối cùng của chúng ta. Cùng follow trang TikTok, fanpage và YouTube của mình để học thêm thật nhiều chuyển động tuyệt vời trên PowerPoint nhé.